Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức VTV Kính chúc quý vị niềm vui, sức khỏe, bình an Và sau đây là phần nội dung chính Kinh hải clip người đàn ông cầm dao vụt liên tiếp vào đầu người phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ Một người đàn ông vừa nói vừa cầm dao vụt liên tiếp vào người phụ nữ khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ Chiều ngày 17 tháng 10, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao vụt liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ khiến nhiều người kinh hãi sự việc được cho là xảy ra tại biên hòa đồng nai sự việc trên được camera an ninh ghi lại tại một cửa hàng bán kính mắt theo đoạn clip một người đàn ông từ phía ngoài bất ngờ lao đến tấn công dùng dao vụt liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ vì quá hoảng sợ một người đàn ông mặc áo đỏ cũng vội vã chạy vào phía trong bị tấn công người phụ nữ sợ hãi giơ tay lên đỡ van này xin tha không thể kháng cự người phụ nữ cũng vơ vội được một cuốn sổ lên chống đỡ. Chưa chịu dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo vào khu vực cốc khuất camera. Một lát sau, người đàn ông rời khỏi ngôi nhà, con dao được cài ở túi quần sau. Hiện vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe và nguyên nhân xảy ra vụ việc trên. Phát hiện nhưng không cứu được chồng bị nước lũ cuốn vào ống cống. Mưa lớn, chồng tìm cách cứu cá trong ao nhưng bị cuốn vào cống nước, vợ đến cứu cũng bị nước cuốn. Ngày 17 tháng 10, ông Phan Huy Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm. Đưa được ông Thái Bá T, 52 tuổi, trú xã Diễn Lộc, từ ống cống thoát nước ra ngoài, nhưng ông T đã tử vong. Sáng ngày 15 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa lớn, ông Tê lo sợ nước lũ dân khiến cá từ ao ra ngoài đồng. Ông Tê cùng vợ đi ra ao tìm cách cứu cá. Ông T thu dọn rác ở miệng cống để nước trong ao chảy ra ngoài thì không may ông bị nước cuốn trôi vào trong cống thoát nước. Người vợ phát hiện sự việc vừa kêu cứu vừa chạy lao tới cứu chồng nhưng cũng bị nước cuốn theo, người vợ thoát được ra ngoài và bị thương nhẹ, nhưng bất lực không thể cứu chồng. Bởi nước chảy mạnh, ông Tê bị mắc kẹt sâu trong miệng cống, người dân đến cứu gặp khó khăn. Nhận được tin báo, ban chỉ huy quân sự huyện Diễn Châu cùng chính quyền địa phương đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng với cán bộ chính quyền, người dân đến tìm cách cứu ông Tê. Khi được đưa ông Tê từ ống cống ra ngoài thì ông Tê đã tử vong. Hiện thi thể ông T đã được bàn giao cho gia đình tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương. Dùng hệ thống tự lái của Tesla đi qua nghĩa địa, người đàn ông bàng hoàng khi gặp ma giữa ban ngày. Khỏi cần phải nói, hệ thống tự lái của Tesla đã khiến cho anh chàng có một phen hoảng sợ. Phải thừa nhận rằng xe điện của Tesla với hệ thống lái tự động có thể coi là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ. Sợ dĩ nói như vậy vì hệ thống này hoàn toàn có thể nhận diện, phân tích những vật cản phía trước, đồng thời đưa ra hướng đi an toàn, tránh va chạm một cách tự động dành cho tài xế. Nhưng đôi khi, nó cũng ẩn chứa vô số những điều khó hiểu, khó lý giải. Điển hình như mới đây thôi, cộng đồng mạng vừa được một phen xôn xao sau khi gặp ma vào lúc mà anh chàng lái xe đi qua một khu nghỉ địa. Theo đó, mới đây thôi, một video vừa được đăng tải lên TikTok ghi lại cảnh Sinata, tên tài khoản của người đăng tải đang lái chiếc xe Tesla bằng hệ thống tự động của mình băng qua một nghỉ địa điều đáng bàn là trong nghĩa trang bên cạnh những bó hoa tưởng niệm thì hoàn toàn không xuất hiện bóng người nào thế nhưng đột nhiên hệ thống của tesla bất ngờ phát hiện ra một người ở gần nghĩa trang nhưng kinh hoàng hơn khi sinata ngước lên thì lại chẳng thấy bất kỳ ai dẫu cho màn hình vẫn đang hiển thị rõ hơn bao giờ hết cộng đồng mạng cũng tỏ ra khá hoang mang khi những nhân vật bí ẩn này chỉ có thể nhận ra bằng hệ thống lái tự động của tesla thay vì mắt thường được biết tesla sử dụng nhiều camera tích hợp cảm biến siêu âm và radar để nhận diện làng đường đèn giao thông cũng như các phương tiện lân cận. Thế nên có khả năng, một trong những phương pháp này đã quét ra bóng ma thật sự. Bản thân Sinata sau đó còn tiếp tục quay lại thêm cảnh hệ thống của Tesla nhận diện ra vô số những sinh vật bí ẩn tại nghĩa địa. Trong khi rõ ràng anh chàng chẳng hề trông thấy gì, thực tế thì chẳng biết thế nào, khi đây cũng hoàn toàn có thể là một chiêu trò câu view tới từ vị trí của anh chàng TikToker Sinata hoặc lỗi hệ thống từ Tesla. Nhưng cũng chẳng loại trừ khả năng, hệ thống này quét ra ma thật thì sao?